Quái vậy. Đã dặn rồi đấy chứ. Giờ này đã chưa có đứa nào ở ngoài sân đình cho ông sai việc cái nào. Cái thằng Mõ đâu rồi? Ô, hay nhỉ. Mõ đâu? Thằng Mõ! Thằng Mõ đâu rồi? Hả? Đứa nào đây? Đứa nào đốt chát thì ngoài đây đây. Với sáng tinh mơ nó làm ầm ĩ lên rồi. Ôi, ôi, ôi con lạy cụ xã. Thế mà con cứ tưởng cái đứa mất dạy nào nó tới đây làm ô uế cửa đền. Con này ông thọt vào mồm mày bây giờ. Con mất dạy. Thế mày là đứa nào đấy? Dạ, con là Đốp, vợ của Mõ đây. Thế hôm nay tao bảo chồng mày nó gia đình sớm cho ông sai việc, thế nó đi đâu mà lại vác con vợ sang Quảng ở đây? Bẩm chồng con đi vắng ạ. Thế hôm nay nó không biết nó có việc hay nó đi vắng, nó đi vắng là nó đi đâu mày bảo? Bẩm nhà con bận đi đánh golf ạ. Ôi, thời thế đảo điên, chó lại mặc váy lĩnh. Gớm khổ. Đánh golf là dành cho những kẻ ăn trắng mặt trơn, người ta giàu có. Còn chồng mày trên răng dưới một rổ củ từ. Thế đi đánh golf là đánh cái gì? Bẩm nhà con nó có hẹn với lại Tiger Woods ạ. Ô tiên sư, con này đánh golf để đánh với người, tại đi sao đi đánh với con cọp gỗ? Không không không, cái đấy là cái người nổi tiếng lắm. Tiger Woods là người ta chứ không phải là chứ không phải là con cọp gỗ. Tao chả cần biết cái thằng Tiger Woods là cái con gì. Mà hôm nay đây, bây giờ này, có chồng là phải gánh vác giang sơn nhà chồng. Chồng mày hôm nay nó không có mặt thì mày phải làm thay việc làng, thế thôi. Bẩm ông, thế làng nay có việc gì thế không? Ôi mà ôi giời ơi, sao mà sáng sớm mà sao mà giời nóng quá vậy? Đấy, thế mà ông... Cụ sao thế? Cụ sao thế? Cụ sao thế? Tỉnh rồi. Sao thế? Không không, cụ mày lâu lâu lại có cơn xuyển. Thế à? Thôi chuyện của làng cũng to đấy, nhưng mà cái này to hơn. Cụ gác chuyện làng sang một bên đi. Gác chuyện làng sang một bên. Gớm từ xưa giờ chỉ nhìn thấy thằng Mõ, chưa có bao giờ non thấy vợ thằng Mõ đâu. Bẩm cụ khen thì con cảm ơn, nhưng mà con xin mạn phép nhắc cụ là cụ phải cẩn thận mồm miệng nha. Kẻo ngộ nhỡ vợ cụ mà nghe thấy thì có mà ốm đòn đấy. Gớm khổ. Con phải việc gì phải lo bò trắng răng đấy. Này, có tao ở đây chả đứa nào dám động đến mày đâu. Không không, con bảo ốm đòn đấy là nghĩa cụ ốm đòn đấy chứ đâu phải con. Ừ nhỉ, mày nhắc thì ông mới nhớ. Nhớ xong nổi hết cả da gà lên. Cấm khổ, con vợ tao nó tợn lắm. Mà số kiếp tao thế thì phải đành chịu thôi. Vâng. Nhiều khi ấy, nó buồn nó lại sáng tao vài bợp tai. Nhưng mà thôi, tao làm ấy thì tao cũng dám nhịn đi, cho gia đình nó trong ấm ngoài êm, chứ tao sợ gì nó. Thế thì bà nhà có phước quá. Số con nó đúng là số ăn mày cụ ạ. Chồng con thì nó dữ lắm. Nó chỉ cần trừng mắt thôi á, thì bố bảo con cũng chẳng dám cãi ấy, cụ ạ. Ấy thế mà ông giời không có mắt. Đáng lý ra người hiền như mày phải lấy tao làm chồng mới đúng. Mới gọi là lồi lào úp vung lấy. Hiểu cụ. Thế được mấy đứa con rồi? Dạ bẩm cụ, vợ chồng con thì hiếm muộn nên bây giờ mới chỉ được có 6 đứa thôi ạ. Ô, hiếm muộn mà được 6 đứa á? Vâng. Gớm. Nằm cái bên dưới nó xà thế kia thì chả có con nhiều là gì. Này. Dạ. Vợ thằng Mó. Vâng. Hôm nào mát rời mày ra bờ ao cho ông gửi đứa. Ấy chết. Cụ nói thế thì còn gì là tôn ti trật tự. Quan trên trông xuống, người ta trông vào sao mà được. Gớm khổ, việc gai gu gì cho gì phải tôn chi trật tự. Này. Dạ. Ông thì tuy là lá ngọc cành vàng, nhưng ông không bao giờ phân biệt giàu nghèo gì cả, miễn sao đẹp là ông thích thôi. Đấy, bởi người ta có câu là tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh. Ấy thế là lô lai là lum bổ anh, là xem lum bổ ten. Nghĩa là gì cụ? Tắt đèn thì số 1 cũng như số 10. Gớm khổ. Con là gà đã có chồng. Cụ mà dê con thì con kêu làng nước lên trong mà xem nhá. Ôi anh Đốm ơi, ôi là nước ơi, cụ xã của dê tôi. Cảm ơn. Ô con ra này. Này, dạ. Ông buồn quá, ông đứng đây ông đùa với mày cho đỡ boring thôi nhá. Tiên sư nhà mày, mày làm gì mày la to thế hả? Ừ, này, dạ. Ông nói cho mình nghe nhá, ông bà mình vẫn có cái câu này nhá. Kình nghe thì vui thú, kình nghe tép tôm lại cứ vui bề tép tôm. Thế bây giờ mày uống thuốc vào mày nằm ngủ, mày chả mơ được đĩa đeo chân hạc đấy con ạ. Gớm khổ. Này. Dạ. Mày có biết con rôn màu không? Ôi, thị màu thì ai mà chả biết nó. Hồi trước ấy nó còn đi thi hoa hậu chung với con mà. Mày mà cũng thi hoa hậu á? Vâng, đợt ấy thì nó thì trúng được giải hoa hậu ăn ảnh. Còn con thì con trúng được giải hoa hậu duyên dáng. Gốm khổ, cả làng này ban giám khảo nó mù hết hay sao mà lại cho mày cái giải hoa hậu duyên dáng? Tự cụ ấy, cụ chỉ thích vẻ đẹp bề ngoài nên cụ mới nói thế. Chứ sách đã dạy rằng nhá, có duyên ấy thì nó ẩn cả vào trong, vô duyên thì nó lại bong ra ngoài. Bao nhiêu cái đẹp, cái duyên của con nó ẩn cả hết vào người trong của con ấy, nên cụ không thấy đấy. Mẹ người mày cứ căng lên như bánh phồng tôm thế, nó ẩn vào đâu hả? Bao nhiêu nó lại bong hết ra đấy rồi chứ còn đâu. Mày mà ẩn ngược vào trong mày thở được à? Cụ. Này. Dạ. Mà thôi dẹp chuyện đấy đi. Ngày hôm nay ấy là con Màu ấy nó có việc. Dạ. Mày ấy phải đi ra, mày giao cho mời cả làng đến đây mà ăn khoáng. Thế à? Giao làm sao hả cụ? Nghe tao giao rồi đọc lại một lần. Vâng. Nghe đây này. Dạ. Chiêng làng chiêng cha. Dạ. Thượng hạ Tây Đông, con gái phú ông tên là Màu Thị. Ấy cụ, con Thị Màu đó tên là Thị Màu, sao cụ lại gọi nó là Màu Thị? Mày dốt, mày không theo kịp thời đại rồi con ạ. Ngày xưa ở làng mình nó gọi là Thị Màu. Vâng. Nhưng bây giờ Mỹ Tây nó sang, nó làm, nó đầu tư nhiều lắm rồi. Bây giờ nó phải đổi ngược lại tên là Màu Thị, hiểu chưa? Ồ, thế ô, thế Mỹ mày tên gì? Ngược. Con á, tên thật trong giấy khai sinh của con á, tên là Trần Thị Cởi. Đấy, mày sang Mỹ nó đổi lại là Cởi Trần ngay. Ấy chết. Thế thì con chẳng dám xuất cảnh sang Mỹ đâu cụ ạ. Qua đấy thì nó cứ bắt con tối ngày cởi trần thì chết bỏ mẹ cụ nhỉ. Này, đọc lại một lần cho ông nghe xem. Mắc mớ gì mà con phải thuộc để đọc lại một lần. Đây, con đã thâu sẵn vào đây này, cụ nghe nhá. Chiêng làng chiêng cha, thượng hạ Tây Đông, con gái phú ông tên là Màu Thị. Mày kiếm đâu ra cái quái gì mà hay thế? Việt kiều Mỹ gửi tặng. Cái máy thầu đấy. Con đâu có cần phải thuộc. Con chỉ việc đi khắp làng, gõ mõ rồi bật máy lên cho cả làng nghe là được rồi. Hay nhỉ? Thế đâm ra hay. Tự dưng người mở lên lại nghe chiêng làng chị. Em mày chơi xỏ tao à? Sao cụ? Mày là mõ hay tao là mõ? Tự dưng xong mày mở này lên xong cả làng bảo tao là thằng mõ à? Cụ à, thì coi như là con gõ mõ, cụ giao coi như là chúng mình xong ca ấy. Thôi cụ ơi, thôi để cho con đi giao một vòng đi rồi đổi về con còn cho con bú nhá. Thôi con đi đấy nhá cụ. Bú mớm gì sớm thế? Để bà đây. Dạ. Đây này, một tí nữa đấy là thằng phú hộ đấy nó dẫn con nó đến. Dạ vâng. Bây giờ nếu mà nó đến mà nó nhận tội thì khỏi cần phải giao. Còn nó không nhận tội thì mày cứ bắt nó gia đình mà ăn khoán. Để mày mới lúc đấy mày mới cần đi giao. Bây giờ dọn nước non đi, cụ tránh sắp đến rồi đấy. Dạ vâng, vậy con làm liền. Gớm khổ. Từ sáng đến giờ có mỗi mình ông. Ồ, dạ, con lại cụ Tránh à? Ông xã. Vâng. Ừ. Dạ, con chào cụ Tránh. Mày là đứa nào mà sáng sớm đã sân đình, ăn mặc sexy quá vậy? Lũ tao có mẫu máu dê sao? Nó là vợ của thằng Mõ Đốp đấy ạ. Vậy à? Vâng. Ai design cho mày cái áo mà sao mát mẻ dữ vậy? Cao Văn Hiệp. Ồ, sang bên này. Cụ Tránh. Ô, chảy máu cam rồi đấy này. Vậy à? Lắm khổ. Đây mày đứng đây tí hồi cụ Tránh là học máu ra bây giờ. Sang đây. Dạ vâng. Vâng, con rước cụ Tránh thôi ạ. Ừ. Vâng. Giờ này sao chưa thấy cha con Thị Màu tới vậy? Vâng, vẫn chưa thấy cha con nó đến. Chắc kẹt xe quá. Ô, cả làng mình đi bộ mà kẹt xe gì. Ông không có lộc ăn, thấy không? Cả năm trời nè, mà làng này chỉ có một đứa chữa quan thôi. Hồi tôi còn làm xã trưởng đó hả? Tháng nào cũng có đứa có bầu ở trên á. Ăn tiệc mệt nghỉ. Hết nhiệm kỳ này hả? Tôi đề nghị ông từ chức đi, đừng có tái ứng cử nữa. Thị Màu tới. Đưa phạm nhân mà làm như rước hoàng hậu. Cho vào. Cho nó vào đi. Thế là đời nát bét, chẳng dụng suốt kiếp, chẳng dám làm gì giờ thì nát bét. Chứ nó mà đẻ con cái như thế này mà đẻ ra cái trứng mà tôi luộc, tôi chấm muối tiêu tôi ăn cho nó rồi. Thằng kia, tao cho gọi con Thị Màu chứ tao không cho gọi con Thị Lỡ. Đúng. Dạ con chào cụ Tránh, chào ông xã. Dạ hôm nay là tôi dẫn con Màu nhà tôi đến đây. Đâu? Con Màu đâu? Màu ơi, mày đâu đó? Đang nói chuyện với thủ tướng Canada. Chị vào đây. Từ đầu con vào liền. Nói đi anh đừng làm tình. Bảo nó nhanh nhanh đi. Cứ đi anh nói đi anh, cuộc tình mình sẽ lâu dài. Dạ. Và anh không đến thăm em chiều mưa vẫn bay vậy. Hay bao cô gái khiến con tim anh lạc lối họ. Sao anh gian dối để trong lòng em suối bời hò. Tình như hạt mưa làm ướt mắt em đó nha. Tao bảo mờ mắt mày mà mù bắt mố mày đây này. Ừ, đã vào đến công đường rồi mày còn không lo, mày chào cụ Tránh với ông xã đây còn trố cái mắt rồi đấy. Có trố đâu, mang kiến có trố đâu mà trố, thấy rồi mà nói thêm hả? Còn không mau chào. Từ từ, cái gì cũng phải từ từ, chào cũng phải từ từ. Cũng phải có duyên dáng chứ. Dạ Jennifer Thị Màu. Dạ cụ xã Cát Tường. Cháu chào cụ. Dạ. Dạ Jennifer Thị Màu. Anh Chanh mạnh giỏi. Cái gì vậy? Cái gì vậy Màu? Hả? Trời ơi, bộ ở đây cũng có bọn khủng bố nữa hả? Đâu phải, ông xã ông gõ búa. Trời, vậy mà tưởng nó bỏ bom không à. Em trời bị... ơi, em bị xỉu lắm tại em bị bệnh tim thầm. Trời ơi. Dạ, cho nên gõ nhẹ nhẹ thôi. Này, con nào? Dạ. Dạ. Tại sao ạ? Cả cái làng này ai cũng gọi là cụ Tránh. Dạ. Chỉ riêng mày lại gọi là anh Tránh là thế nào? Là tại vì anh Tránh anh tới nhà anh dê thẳng con mà. Anh nói Màu ơi, đừng kêu anh bằng cu. Gì? À đâu, bằng cụ lộn. Nhìn mặt anh cái em nhớ cú không vậy à? Ô, hóa ra cả làng này tập họp toàn là chức sắc có máu dê. Bây giờ mới biết, nhìn mặt là đoán liền rồi. Ông xã thông cảm, bị bữa đó nhậu xỉn quá tôi đâu có nhớ mặt nó. Màu, dạ, con ra đây, con qua đây. Là nữa hả? Từ chạy qua. Con ơi, cái chuyện cụ Tránh dê con là cái chuyện trong xó bếp. Đâu có, ở ngoài phòng khách mà. Trời ơi, cái gì ra quyện đường là xó bếp, nói xó bếp, phòng khách nói phòng khách. Mình phải xác định đúng vị trí người ta xử nó mới vô. Bố lạy mày, nhưng còn mà đây là trước công đường, con phải cẩn thận mồm mép. Dạ. Là vì con phải nhớ là miệng nhà quan có gan có thép, hiểu chưa? Hiểu chưa rồi, mà tại miệng con có keo có dao sợ gì. Trời ơi, có gì đâu con sợ. Mà con nói bố nghe, bây giờ con góp ý thiệt, cha con mới nói cái môi bố thâm đen lắm rồi, con mụ đớp mụ đi đâu vậy không biết, ta đang nói chuyện mất lịch sự dễ sợ luôn à. Nói bố nghe nha, cái đó là giật dữ lắm á, đừng có bậm mà ăn nói chuyện mà như vậy hoài rồi mất mẹ cái môi, mà cái mặt không có cái môi làm sao mà coi, mà cái mặt đã xấu rồi đó. Đứng vào đây, đứng vào bên này cho bố nói chuyện. Người ta góp ý thẩm nghe. Chỗ này là công đường chứ không phải chỗ mà hai cha con đứng tâm sự. Dạ. Thế bây giờ ông nói thế nào? Dạ thưa hai cụ, sách có câu con dạy cái mang, tội quy vu trưởng. Con Màu nhà tôi nó còn dại. Nó lỡ dại, nó khôn 3 năm dạy 1 giờ. Đâu có là 1 giờ đâu, 10 phút là xong hết trơn à. Đâu có tới 1 giờ dữ vậy trời ơi. Trời ơi, thiệt, đi ra quyện đường 10 phút nói 10 phút, 1 giờ nói 1 giờ. Người ta biết giờ giúp người ta sửa, 1 giờ nó chạc thêm tiền cả chết luôn. Con là thật lòng lắm. Tao lạy mày. Dạ thưa, xin hai cụ cũng nghĩ đến cái tình mà hai cụ quanh năm suốt tháng ăn nhậu ở nhà tôi mà xin nới tay làm Phước ạ. Tôi nói cho ông biết nhá, quân Pháp bất vị thân, phép vua còn phải thua lễ làng. Cả năm nay bố tiên sư nó làng mới vớ được cái một vụ chữa hoa. Nói vậy hôm nay em mở hàng chữa. Em mở hàng có chữa đầu tiên đó hả? Mày đấy, mày chữa đầu tiên đấy. Đúng rồi, tiếp tục xử đi ông xã. Dạ không. Bỏ qua bữa nhậu uống. Dạ không ạ, tôi đâu có dám xin hai cụ bỏ qua. Chỉ xin hai cụ dơ cao đánh khẽ cho cha con tôi nhờ ấy mà. Này, tôi nói cho ông biết nhá, bây giờ là ăn thua là con ông thôi. Nó có chịu khai hay là không chịu khai thôi. Trong hồ sơ tôi đã ghi rành ra đây này. Thế con Màu mày có chịu thú tội hay không? Dạ. Xã ơi, xử lẹ lẹ đi. Còn ăn trưa nữa, đói quá rồi. Trời ơi, mày đặt trưa rồi, thân mày lớn mà mày đặt ăn hoài. Này, phiên tòa bắt con Đức. Dạ. Mang cái búa ra đây. Bà. Tiên sư mày cả cái đình này có mỗi cái búa này gãy mẹ nó cán luôn đâu. Trời ông. Đó vậy đi. Trời ơi, dạ. Cái búa mà bà làm như bà cầm cái hồ lô. Dạ đây. Ôi sao ông xã? Đó thấy không? Đỡ phụ cay. Ôi giời ơi. Tiên sư nhà mày chứ không, còn mà. Cái búa nào à? Mày mang cái búa này cái trọng lượng nó gấp 4 lần tao rồi. Cầm có một tay mà ông cầm tới cả người. Mày lực lưỡng thế kia mà. Người mày không cần tập tạ mày cũng đấy đà thế. Tao thì tao cầm cái này cho tao chết à? Này, xài tạm đi. Bây giờ thế nào? Phiên tòa bắt đầu đây. Dạ, mà nói chứ Quang Nga nha. Nói Quang Nga là biết sao mà ba của con nói tiếng Bắc mà con nói tiếng Nam không? Tại con muốn chơi sóc hàng đó. Con nói thiệt đó. Đừng có nhìn con giải thích thôi. Là tại vì hỏi ổng kìa, hồi nhỏ đó, hồi lúc mới nhú đầu lớn được cái chút cái trên liền mình vô nội trú Gia Long đó, rồi xong toàn là nói tiếng Lam quên mẹ tiếng Bắc. Cái này thì ông xã khỏi có thắc mắc. Tôi cũng dân Bắc Kỳ nè. Nhưng mà hồi đó vô trong Nam làm đồng tiền cao su riết là quên tiếng Bắc luôn à. Dạ đúng rồi, thì ông vô đó ông cạo mũ ông ăn riết là ông quên mất tiêu rồi. Ông ấy, nó nói tôi còn tin, còn ông nói làm sao tôi tin được. Tôi nhìn cái giấy khai sinh của ông đẻ Cà Mau mà. Ủa, nói vậy chắc tôi xài lộn khai sinh người khác. Cô trắng thì thiệt đó. Này, dạ. Bây giờ thế nào? Dạ. Này, tao bảo cho con Màu biết. Dạ. Cái làng này ấy là nổi tiếng là mẫu mực. Dạ. Nhá, gương mẫu về thuần phong mỹ tục. Dạ. Quá chồng ấy còn chưa được tái giá nữa. Tại sao mày là con gái lại chữa hoang? Tại vì bữa có mang thuốc mà quên uống để ngừa. Con này mày bẻm mép vậy. Thế có sao nói tao hỏi vậy? Mày này. Dạ. Mày ngủ với thằng nào ấy mày phải khai ra. Để làng bỏ tù nó. Mày không khai á mà mày đi tù này. Rồi bố mày phải làm cố đại cả làng. Tổng số dân làng ở đây là 1.800 nhân khẩu. Nặng lắm đó nhà con. Con nghe chưa con? Màu nghe chưa Màu? Ủa vô ba khóc hả? Tao khóc rồi. Tao ơi mà cái giọng ấm tưởng Trần Thái Hòa nó hát đêm đông rồi. Cái giọng trầm quá. Cái đầu mày nó phen này thì bố phải bán nhà mất con ơi. Dạ? Thị trường địa ốc nó đang xuống bố không muốn bán con ạ. À. Dạ. Thôi thế thương bố khai đi con. Đứa nào làm mày có bầu khai đi con. Trời ơi con cũng muốn khai lắm mà tại vì bữa đó cúp điện không nhớ mặt được thằng nào. Cúp cái đầu mày chứ cúp. Ừ mày coi đây này. À, đừng ba ơi, trời ơi sang Sona nhiều tiền ba đừng, mấy quan này tham lắm. Ba ơi đừng mà. Mày đi ra chỗ khác. Ba đừng. Cục ba ơi, đừng. Ba đừng có. Trời hết hồn chưa? Trời sang Sona mà chơi đồ 8 thế kỷ trước á, chịu nổi không? Đây. Mày coi đi. 1.800 người mà 10 người một hồi vị trí là 180 thôi. Xin lỗi đi, thôi là bàn đó phải không? Đúng rồi. Rồi ba nói tiếng Bắc còn dịch sang tiếng Nam đi. 180 bàn có gì đâu lo. Ba cho mỗi một bàn một dĩa cơm chiên cá mặn, xúc một đống muối thảy ở trong đó, nó ăn một muỗng nó uống 80 ngụm nước nó lòi bụng nó là bụng đâu nữa à. Em muối với cá mày không mua tốn tiền hả con? Trời. Này. Dạ. Bố con mày phải hiểu là cái làng này toàn là chức sắc việc làm đấy. Dạ. Nhá. Chứ không phải cô hồn đâu, muốn bố thí cái gì ăn thì phải ăn. Dạ. Cụ Tránh, menu soạn đâu rồi, đọc cho chúng nghe đi. Có đây, thức nguyên đêm đó. Trời ơi, thấy ghê không? Trời. Special menu for chữa hoa. Món thứ nhất đặc sản ốc dồi dôi. Thứ nhì, lobster xào hành gừng. Thứ ba, dì cá nướng tươi. Thứ bốn, nhung nai chân cách thủy. Thứ năm, sừng tê giác đậu trắng. Thứ sáu, móng gấu ngâm mật gấu. Thứ bảy, gà đen hầm thuốc bắc. Cô ơi, gà trắng còn chết chứ xá gì gà đen. Đấy là còn thiếu đấy. Còn thiếu một món trắng mồm. Trời. Đúng rồi, dessert vịt Bắc Kinh. Cái gì vậy bố? Con nghe chưa? Dạ nghe. Mấy món kia sơn nào hải vị như thế. Dạ. Rồi đến món trang miệng nó còn đòi vịt Bắc Kinh thì bố tao sống dậy chịu cũng không nổi. Đừng con có ơi. Lo ba đừng có lo. Trời, mấy ổng tham ăn vậy đó, ăn tráng miệng mà đòi ăn vịt Bắc Kinh. Vịt nó đâu có ít mỡ đâu, kệ cho nó ăn đi, mỡ đóng ở trong mỏ nó khỏi thở đâu con. Con hơi thương bố khai đi con. Dạ. Bây giờ mày có khai hay không? Trời ơi, con khổ quá à, bức quá, em khổ quá. Chánh ơi, Chánh em nhiều boy fan lắm, làm sao nhớ được. Con ơi! Em bị tim thòng mà. Ông xã ơi, bé màu tim thòng, tôi thì thòng tim. Ông cứ gõ búa hoài, nó cứ xỉu, nó xà vô người tôi. Già rồi sức đâu chống nổi. Con kia, mày đứng lên ngay. Mày thì tim thòng, ông này thì thòng tim. Mày cứ sáp vào thế để ông thòng hết rồi xuống bây giờ. Trời, đừng có lo, cỡ tuổi ổng mà còn cái để thòng là cũng mừng lắm á. Bước sang bên này. Này, dạ. Bây giờ thế nào? Hay là con chỉ đại được không? Áp bức quá, chỉ đại được không? Con thông minh quá. Đó. Con cứ chỉ đại đi rồi cha con, mình thoát ra. Nè. Cái làng này đâu có máy thử máu đâu mà con sợ. Công nhận cha khôn hơn con quá. Bây giờ trong làng này cha thù thằng nào cha nói đi. Nói gì? Con khai ra là chết mẹ nó luôn chứ đây. Bố nói cho con nghe, nếu mà thù thì bố thù cả làng. Nhưng mà bây giờ như thế này, con cứ chỉ đại cái thằng Năm con cụ tránh vô. Tại sao phải chỉ thằng đó? Tại vì bố ghét nó lắm. Tại sao vậy? Tại vì nó đánh cờ tướng nó cũng ăn bố này. Dạ. Nó chọi trâu đá gà cũng ăn bố hết. Dạ. Chỉ thằng đó. Là tại vì bố dở quá rồi, yếu yếu bày đặt ra gió già, bày đặt ra với con nít chơi không lại rồi thù giặc người ta. Thôi được rồi thằng... Á, thằng Năm hỏng được. Tại sao không được? Nó bê đê. Trời trời, bê đê làm sao làm có bầu, người ta phai đau ra con tội đứt bồ luôn à. Này, phải khai là phải khai cho đúng tội, phải khai cho đúng người. Mày ngủ với thằng nào mày nói nhanh lên mày. Đúng rồi, không khai hả thì cho đi tù 1 năm đi. Con ơi, con nhớ chưa? Con nhớ ra rồi. Cháu nó nhớ rồi. Nghe nói chuyện mình nóng rồi, mũ đớp. Dạ. Sao mày không mở máy lạnh? Ôi giời ơi, sao cụ lẩm cẩm thế? Giữa sân đình làm gì mà có máy lạnh? Vậy mày không biết đứng sau quạt người ta à? Vâng, để con đi lấy cái quạt. Nóng quá. Con nhớ chưa? Con khai đi, hai cụ đang chờ con đấy. Con nhớ rồi Daddy ơi. Con khai đi. Em nhớ rồi Chánh ơi. Vậy thì em kể đi. Con nhớ rồi xã ơi. Khai đi. Dạ, con khai đây. Con kể đây. Kể đi em. Tôi kể các người nghe. Cháu nó kể. Đời con thì mâu thật là sung sướng. Đến tuổi cặp kê, cô có nhiều trai theo, nên lắm điều mộng mơ. Sao vậy? Tình khúc chiều mưa nguyện anh chinh. Cấm mồm, bây giờ tao bảo mày khai. Yêu ngao. Tao bảo mày khai chứ mày lầm bầm, mày đọc cái gì đấy? Từ từ nó phải có mở đầu rồi tới giữa nó mới kết thúc được đó. Mưa mỗi lúc một to, cô mới tìm cho chú mưa, xong cô mới ghé vô nhà. Mày ghé vào nhà ai? Ý không phải nhà mà là chuồng bò. Nhớ rồi, chuồng bò. Cái tự nhiên có một ông to cao, ông tiến tới gần con và ông hát gì nè. Đêm nay ai đưa em về, đường khuya mưa rơi náo nề. Con nghe hát xong rồi con xúc động bội hồi. Gì kỳ vậy? Màu ta bảo cái sư con này nó chuyển tông liên tục nhỉ? Bộ nó hát hay lắm hay sao mà mày xúc động? Hát dữ ẹc à. Mà tại vì con nói bà nghe ở chuồng bò nhiều rơm lắm. Mà bà có nghe câu này không? Lửa gần rơm cháy chuồng bò rơm. Này dạ. Cái lửa gần rơm đấy, mày bảo mày thấy chuồng bò rơm nhiều thì ít nhất mày phải nhớ được cái mặt nó chứ. Trời. Mày tả cái mặt nó xem. Trời ơi trời, lúc đó con mắt nó liêm diêm rồi làm sao mà thấy được mà nhớ. Trời ơi, hỏi ác ghê rồi trời ơi. Con ơi, con không nhớ rõ để con cũng phải nhớ láng máng nó là nó cao hay nó thấp hay nó béo hay nó gầy chứ con. Đúng rồi Daddy nói đúng rồi. Em nhớ rồi Chánh ơi. Nhớ hả? Anh ấy to cao. Sao? Mặt tròn. Rồi sao nữa? Anh ấy có hàm râu bạch kim. Hả? Và có một cái đặc điểm nhận dạng chính xác. Đúng rồi, một rồi. Tóm cổ thằng Chánh nhốt lại. Lê lên. Cái gì? Cái gì? Ông xã nói gì? Tóm cổ mày nhốt lại. Mình mắc tự nhiên mà tóm cổ tôi là sao? Nó tả ông rồi còn ai nữa. Tướng tá to cao, mặt tròn như cái nguyệt, có râu bạch kim, có cái nốt ruồi bên mép. Tiên sư mày bắt nó ngay đi. Ê, khoan. Con mau. Tao có thù gì dòng họ nhà mày. Mày đỡ hại tao. Thằng nào ăn ngốc bắt tao đổ vỏ hả? Nói chi tao có chấm bút gì tao mới lòng mình tao chịu chứ. Ông giận lắm phải không? Ông xã, kết thúc vụ án lại lên. Để nó đứng nó khai tầm bậy tầm bạ hồi hả? Tới tay vợ tôi, nó đuổi tôi ra chuồng bò ngủ thiệt không phải chơi à. Ta kết thúc vụ án này. Trời ơi. Cái này nó nặng thế. Ông cần con phụ không? Mày đỡ lên hộ tao cái. Ông xã người ổng nhõm mà búa ổng to quá ha. Tiền An, Quang. Đứa nào đây? Ai vậy? Quang. Gì vậy? Quang. Gì vậy? Quang. Các người đừng tuyên án. Mày là đứa nào? My name is No. You know? Yes, I am No. Dạ thưa hai cụ, thằng No này là cái thằng nó ở đợi nhà tôi đấy ạ. Tôi chính là thủ phạm, là tác giả bào thai của Thị Màu. Anh ở đây đâu phải là nó. Anh nhận vậy là anh ở chịu ở tù thay thế cho em hả? Em Màu ơi, bao nhiêu năm qua anh hầu hạ em, anh bưng nước cho em rửa chân, cho nên anh thường xuyên rình coi em tắm. Trời ơi. Nhưng mà em ác lắm Màu à. Hả? Tại sao em đối xử với anh tàn nhẫn như vậy chứ? Em làm cái gì chứ? Tại sao em lại tắm vào ban đêm kia chứ? Em thích. Anh rình hoài mà không thấy gì cả. Trời ơi, em biết là nội quốc nó quanh như thế nào hay không? Cho nên anh tha thiết yêu em giống như trong tuần người phu khiên kiểu cưới. Và hôm nay sao anh quyết định tới đây bày tỏ tình yêu của anh với tất cả mọi người bằng cách nhận anh là tác giả của cái bào thai này hết. Hay quá anh ơi, trời ơi, con người anh nhỏ bé mà tâm hồn anh cao thượng quá. Mà trời ơi, mấy con quỷ kia nó ác ghê, mấy lâu nay nó đồn anh bóng. Không, anh không báo. Thì đó, em nói đâu có thằng bóng nào mà xấu dữ vậy. Trời anh ơi em nói cho anh nghe. Cô giáo ngày xưa có dạy em rằng Mậu anh, cô nói đừng thấy thằng nhỏ con mà tưởng rằng trong người nó thứ nào cũng nhỏ. Không đâu, trời xanh có cái này cái kia. Nếu tất cả đều nhỏ, trời sẽ cho nó cái khác bự để bù. Cái bự của anh là trái tim anh đến ơi. Em Mậu no. Em hãy ráng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ em biết. Anh ơi, vào trong tù cẩn thận nha. Anh biết rồi. Qua cha em dặn dò gì? Dạ thưa ông. Thôi thì đến nước này thì thôi con cứ vui vẻ con vào ở tù nhá. Dạ. Thế thì mãn hạn ra đó thì ông lại cho con về nhà ông, con ở đợi tiếp tục. Trời ơi, sao cuộc đời con hết ở đợi tới ở tù vậy ông? Anh em hả? Anh chia tay với em nè. Dạ. Anh chúc cho Màu mẹ tròn con vuông nha. Trời ác quá, tôi tròn vậy nó chúc nữa tôi lăn hay chi. Trời ơi, con tôi mà vuông làm như bánh chưng bánh dày thì ghê quá. Em Màu anh No hãy ráng chờ anh em nha. Yeah. Đừng lấy thằng nào nhé em. Oh yeah. Anh hứa khi ở trong tù sao anh sẽ ráng tìm cho được lá diêu bông. Trời ơi. Để anh về em gọi anh là chồng. Anh ơi, ráng nha anh, ráng ở tù nha anh. Xong. Cố gắng ở tù cho tốt nha anh. Anh biết rồi, xong rồi, chia tay xong rồi. Tiền An! Vâng. Chuyện các người cứ làm. Trời đất ơi. Lửa là phải hổi. Ra tay đi. Sao giống đời cô lụ quá vậy? Thì đó, bây giờ chuyển sang đời cô nô. Trời ơi, sao ông xả? Mày đang đỡ cái búa sao rồi về thả ác thế hả thằng Lô? Con cũng đỡ cụ mà. Không xả. Bắt nó đi. Đem nó đi ngay đi. Đã. Em mau. Anh no. Đem nó đi. Em mau. No. Đem nó đi đi. Đem nó đi ngay. Quân tao mày. Tụi mấy tao bây giờ. Nghe nói nè. Xin hãy hôn anh một lần. Con em sẽ hôn anh. Trời. Mai ta ra xa nhau thật rồi. Ê, cô tránh. Em biết khi tàn bóng đêm. Oh yeah. Bình minh rồi sẽ mang anh thật. Bè tiếp nha. Câm mồm. Tiên sư chúng mày, bây giờ còn chờ đến bình minh mới mang nó đi à? Mang ngay bây giờ. Em mau. Ơ, con. Ơi, sao đi làm về không về nhà, về tiệm làm cái gì? Hôm nay con về sớm cho nên là chạy qua kia thấy người ta quảng cáo là cái Miracle Collagen này uống. Hải sinh Collagen. À, uống vào nó trẻ da cho nên con mua về cho mẹ. Trời ơi mẹ. Mà mẹ uống nó ít thôi, không có trẻ quá, nó ra ngoài người ta tưởng hai chị em. Thằng khỉ này. Thôi được rồi, để cho mẹ. Mình phải trẻ khỏe để mình làm việc chứ. Vâng, thế phone mẹ đâu mà con gọi hoài không được. Mẹ hết pin để mẹ cắm trong kia kìa. Thế bây giờ mẹ dọn dẹp để con phụ cho mẹ rồi. Hôm nay là ngày mẹ dọn dẹp thôi, được rồi không cần phụ. Bây giờ lên đây, lên ngồi ghế đây, mẹ mở massage cho sướng. Ngồi ghế này sướng lắm con ơi. Thế à? Ghế này ghế gì mà lại đó, vô gì đấy? Ta chưa mở massage mà sao mày ngoáy ghê thế? Không, hình như phone con nó rung. Trời ơi. Ai đấy con? Ai mà mặt mày tẽn tỏ thế hả? Ai? Mỹ Tiên, bạn gái con. Con nói chuyện tí. Có nghĩa là mình phải đi vào đấy. Alo. Ôi thế. Thế chứ mới có, anh mới về có 15 phút mà đã nhớ rồi à? Chứ đó, thương quá đi. Ôi. Oh, I miss you too. I miss you too. Ôi nó, thôi mổ cho bệnh nhân đi, không có lại quên cái dao cái kéo ở trong bụng bệnh nhân bây giờ. Thế thôi nhá, từ gặp sau. Đó, rồi bye bye. Love you, I love you more. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Chiều nào xoa tóc ngồi bên rèm. Thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi. Đường hoa vẫn chưa mờ lối. Lối này này con. Trời ơi mày làm gì mà mày dài mồm ra mày hát vậy hả? Trời ơi mẹ nhìn con thế này rung thế này là mẹ biết trời ơi sắp mất thằng con mất rồi. Này ngồi đây mẹ bảo, ngồi đây. Trời ơi đừng có chớp mắt nữa. Trời ơi con Tiên nó làm cái gì mà con mê mẩn vậy con? Mẹ. Sao? Không biết tại sao mà 30 mấy năm nay bây giờ con mới được có cảm giác này. Trời ơi. Mà mỗi lần mẹ biết không? Khi mà con ngước lên nhìn Tiên thì tim con nó cứ rộn ràng, đập lung tung, thình thịch. Ôi trời ơi. Mẹ ngồi đây. Sao? Mỗi lần Tiên cúi xuống nhìn con thì tâm hồn con, người con nó cứ tan ra như ở nước ấy mẹ. Ôi giời ơi con ơi là con. Mình là đàn ông thanh niên, mình phải cứ kiềm chế chứ. Chứ ai mà mới gặp con gái mà mày đã chảy nước ra rồi làm ăn cái gì được con? Hả? Mỹ Tiên đúng là Tiên mẹ. Thằng khỉ. Mới năm ngoái coi như là mày vừa mới nói là mẹ là bà Tiên tuyệt vời nhất trong đời con. Mà năm nay lại có Tiên khác rồi à? khác. Đấy là khác mẹ. Ngày xưa mẹ là tiên. Bây giờ mẹ vẫn là tiên. Bây giờ có tiên trẻ thì mẹ là tiên bà. Mồm miệng mày vừa phải thôi nhá. Đây này, mẹ nói thật đấy nha. Dạ. Mẹ thấy con vui mẹ cũng mừng trong lòng lắm. Nhưng mà mẹ vẫn thấy lo lo. Mẹ lo cái gì? Thì đấy, cái vị thế của hai đứa. Tiên thì nó là bác sĩ, còn con chỉ là y tá. Mà mình lại đàn ông nữa. Mẹ làm gì là mà lo cái chuyện đấy làm gì con. Tụi con bây giờ không có không tính những cái chuyện đấy đâu. Sao lại không tính? Ở trong bệnh viện ấy, con là y tá, Tiên là bác sĩ, nhưng mà vào bệnh viện thì cũng là chung là cứu người thôi. Đâm ra là không có để ý mà. Bọn trẻ chúng mày thế nhưng người lớn tuổi người ta nghĩ khác. Nhưng mà mẹ cứ hay coi thường con là y tá thôi nhưng mà con không phải dạng vừa đâu. Rồi ôi, thế ông không dạng vừa thì ông dạng gì? Con á rất là nhiều fan. Hả? Rồi y tá mà cũng có fan à? Vâng, thì mẹ thấy không? Con làm bao nhiêu việc từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, nguyên cái bệnh viện toàn fan con không? Fan con là ai? Bệnh nhân. Trời ơi, giỏi ơi là giỏi ơi. Con giúp đỡ người ta này, con nhiều khi còn rửa ráy, còn tắm giặt, rồi là thay tã, thay quần áo cho người ta. Vất vả là lắm. Người ta thích mà người ta cũng yêu mến mình. Mà nhiều khi những cái tâm sự của bệnh nhân ấy, con là người thấu hiểu. Cho nên là nhiều khi con còn hát cho người ta nghe đúng cái tâm sự. Hát đúng tâm sự là hát làm sao? Ví dụ có cái ông kia, bác kia cũng nhiều tuổi, 72 tuổi, về Việt Nam kia lấy một cô 27. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, thế chết sang bên này bị bỏ luôn. Đúng ngay. Thế là vào bệnh viện cao máu. Vỡ tim ra chứ còn cao máu là thường con ạ. Con mới biết cái tâm lý đấy, con mới hát cho ông một bài. Hát bài gì? Tôi đã lầm đưa em sang đây để đêm dài nghe tiếng thở dài. Trời ơi con ơi là con. Trời ơi mẹ nghe mẹ còn nấu cả ruột chứ gì đó. Mà mày sao cứ giỡn chơi với bệnh nhân thế hả? Không, nhiều khi con còn phải nghiêm túc nữa chứ. Có những khi mà có những đứa trẻ mẹ nó vào bệnh viện mà nó bệnh thì mẹ biết là nó quấy khóc đến mẹ nó mà phải lả đi ấy. Đấy trời ơi, ôm đứa con ốm đau trời mẹ lắm con ạ. Rồi nhiều khi con phải ôm những cái đứa trẻ đấy, con du. Những cái bài du mà ngày xưa mẹ du con đấy. À ơi, con có đậu cọc câu áo, ăn sung sung chát, ăn đào, đào chua. Những cái bài du mà mẹ dạy con từ thuở nhỏ con vẫn nhớ hết. Rồi Mỹ Tiên nó hỏi con là tại sao mà anh lại có nhiều những cái văn hóa để anh tâm sự với bệnh nhân, rồi anh lại còn biết hát du nữa. Con toàn nói là do mẹ dạy không đấy. Ôi trời ơi, ông định tôi vừa thôi. Tự nhiên có người yêu rồi cứ định mẹ. Thôi được thế này nhá, mẹ dọn dẹp xong rồi mình về. Hôm nay nhà mình ăn bún thang, con đi chạy sang chợ mua cho mẹ ít rau. Bún thang là mẹ là số 1. Đấy, nghịch nữa. Một tô bún này, cho bún nóng vào này. Rồi xong rồi thịt gà thái nhỏ ra rắc lên này. Xong rồi trứng thái chỉ này. Rồi hành khô, mộc nhĩ, nấm hương. Rồi một chút hành mùi. Rồi sau đó là cho tía tô vào. Thôi ông ơi, gà không ai ăn với tía tô cả. Vứt tía tô ra, mua rau răm cho vào. Tao học cái bà Nga hàng xóm ấy, như thế nhá. Đấy. Rau răm. Thế bây giờ con đi mua rau răm. Rau răm. Rồi về nhá. Vâng, thế con đi rồi con gọi luôn cho Mỹ Tiên là về đây rồi mẹ con mình về ăn. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi con chào mẹ cho vui nhá. Dạ. Nhớ cho con nhá. Mỏi quá là. Oh hi, how are you? You want to do nail right? Okay, pick the color and I do it for you. Sorry, you don't need the color. Are you long or short? What? No. Can I see you? What? Can I see you? Oh my God, you so short. What? What? Don't worry, I can make you longer. What do you mean? Huh? What do you mean? Oh, no. I em đi là I can make your nails longer. No, 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 no. Oh my God, you scare me. No, 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 I don't want anything. I just want you make me happy. Oh yeah, sure. Yeah, I will make make you happy. Yes. Oh my God, sexual harassment. Oh my God. Ủa cái gì sexual? Tôi có làm gì đâu mà sexual harassment. Vietnamese. Yeah, I am Vietnamese. Trời ơi, sao Vietnamese nãy giờ không nói tiếng Việt, nói tiếng Mỹ làm mình nói tiếng Mỹ mỏi cả bồm à. Chị có cho tôi nói đâu. Ôi trời ơi. Xin hỏi thăm chị. Tại tôi, ông ơi, vào đây làm cái gì? Cửa hàng sắp đóng, tiệm đóng cửa rồi ông ạ. Coi như là nếu mà ông muốn cái gì thì ngày mai trở lại. Bởi vì là chủ người ta về rồi, tôi chỉ là thợ ở đây thôi, nhá. Trời ơi, ước gì là chủ tiệm nail cũng đỡ. Hả? Xin lỗi, chị có phải là chị Hồng không? Ôi trời ơi, đúng rồi, tên tôi là Hồng. Tên tiếng Mỹ chị là Rosie. Ôi trời ơi, sao không biết cả neo danh của tôi nữa. Dạ, tôi xin tự giới thiệu với chị, tôi là Lạc Đàn. Hả? Lạc Đàn. Lạc Đàn à? Không. Tên Lạc, họ Đặng. À, Đặng Văn Lạc. Vâng, dạ. Vâng. Dạ, đây là business card của tôi. Ồ, vâng, vâng. Ôi dạ. Trời. Ôi trời ông ơi. Ông làm gì mà nó lắm nghề, nó dài thòn cái business card của ông vậy ông? Dạ thưa chị, đây là mấy cái nghề mà trong mấy chục năm qua tôi từng trải ở cái xứ người này. Vâng. Tôi nhớ lại là những ngày tháng đầu tiên chân ướt chân ráo tôi sang bên đây á. Vâng. Cái nghề đầu tiên của tôi á là tôi làm cắt chỉ. Vâng. Sau đó khá hơn tôi chuyển sang cắt cỏ. Rồi cắt cỏ một thời gian tôi chuyển sang nghề cắt may. Nhưng mà thời đó tại tôi may áo đầm nhiều quá, có một số người đồn tôi bóng. Cho nên tôi tức quá tôi chuyển sang nghề khác, không cắt nữa. Chứ làm gì ạ? Mà đập. Nghề xây dựng, construction đó. Vâng. Nhưng mà tôi chịu khó lắm. Tôi thường tôi mua nhà cũ, tôi sửa sang lại tôi bán, lấy công làm lời. Vâng. Ví dụ như cái nhà khoảng chừng trăm mấy. Vâng. Tôi bỏ chừng 2-3 ngàn, tôi sửa sang là tôi bán 1,2 triệu. Đó. Vậy là, cắt cỏ rồi còn gì nữa. Dạ. Nhưng mà ông ơi, thôi bây giờ ông lòng vòng có ông cứ cắt cái này xong rồi đập cái kia rồi chả hiểu ông vào đây làm gì. Thế thì bây giờ ông nói, tôi cũng xin nói thẳng vào vấn đề. Vâng. Tôi là ba của nữ bác sĩ Mỹ Tiên, tốt nghiệp Đại học Harvard Medical School với bằng MD. Ôi. Và con gái tôi bây giờ đó là đang quen với con trai của bà là cậu y tá Long á. Ôi trời ơi, quý hóa quá, bây giờ tôi mới biết ông. Ôi rồi ôi, thế sao ông là ông Tiên à? Không, 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 không. Ba của Tiên chứ phải là ông Tiên. Thế à, thôi, thế là bố Tiên mời bố Tiên vào đây. Ôi rồi ôi, vâng, chào ông ạ. Quý hóa quá ông ơi, rồi đất ơi. Ông ơi, ông có dùng cái nước gì không? Ở đây mà cứ làm nguyên bộ chân tay nước là tha hồ uống nước, muốn uống. Không, không, chơi lộn rồi đó. Dạ, vâng, ảnh hưởng nghề nghiệp. Vâng, đây tôi xin nói ông thế này nhá. Tôi về tôi cứ bảo cháu Long nhà tôi hoài, sao mà ai mà lại có phước, có đứa con gái vừa giỏi vừa xinh mà. Ôi rồi ôi, ông là phước lắm mà, cháu ngoan lắm mà ạ. Đó, chị biết rồi đó. Vâng. Nuôi đứa con ở đây nó đã khổ rồi. Vâng. Thành nhân thành đạt mới là khổ hơn nữa. Vâng. Nhất là một người hoàn cảnh như tôi. Vâng. Gà trống nuôi con đó chị. Vậy mà con gái nó cứ làm tôi buồn hoài. Ôi giời ông ạ, ông nói thế tôi hiểu đấy. Bây giờ bọn trẻ nó không như mình. Đấy, tôi nuôi con tôi biết mà. Tôi cũng thay chồng nuôi con đấy ông. À, vậy thì ra chị cũng là gà mái nuôi con. Ông ạ, người ta có nói thì người ta nói gà trống nuôi con chứ chả ai nói gà mái nuôi con bao giờ ông ạ. Là bởi vì là mái là phải là nuôi con nuôi cái rồi. Đấy, vâng ạ. Xin lỗi. Vâng ạ. Tại qua Mỹ lâu quá tiếng Việt tôi quên. Nhiều khi tiếng Mỹ không rành. Vâng ạ. Rồi với lại con gái tôi nó cứ làm tôi buồn hoài cho nên đầu. Ông ạ, tôi thấy cháu này học giỏi này, bác sĩ này, xinh đẹp này, ngoan ngoãn này, rất ư là bình dân mà tại sao ông cứ buồn mãi làm sao? Đó. Chị thấy rồi đó. Vâng. Con gái tôi có sắc có tài. Vâng. Bằng cấp nó cao, có địa vị nữa. Vâng. Tôi chỉ biết là nó có bao nhiêu mai mối môn đăng hộ đối. Đúng rồi ạ. Nó không chịu. Vâng, thế ta sao ạ? Nó lại đi thương anh đi tá con của bà làm neo. Ủa? Thế giờ nãy giờ ông nói mẹ con tôi à? Ôi hay, y tá là thằng Long mà neo là tôi à? Ôi giời ông ơi, ông đến đây ông nói chuyện đấy thì nói làm gì? Có gì đâu, tôi nói thật ông nhá, ông nói là cháu Tiên nó có bằng em đi chứ gì? Con tôi nó có bằng đi em đây này. Nó mà cất giọng hát lên một cái là em nào cũng theo nó hết trơn. Còn làm neo thì có cái gì đâu mà ông nói ông ơi, chúng nó đang yêu nhau cơ mà. Đây nè, chị bình tĩnh chưa nghe tôi nói. Vâng. Tôi đến đây chỉ lo cho hạnh phúc thằng con chị thôi đó. Có hạnh phúc gì, bây giờ trẻ nó yêu nhau rồi, tôi làm sao tôi nói được ông? Bây giờ chị nghe tôi nói, bây giờ tôi thí dụ nha. Tôi thí dụ hai đứa nhỏ nó cùng làm một cái bệnh viện. Vâng. Mà con gái tôi á, vâng, nó lại địa vị cao hơn con chị. Không phải, thời buổi bây giờ phụ nữ người ta làm cao cũng nhiều lắm ông ạ. Rồi bằng cấp nó cao hơn con chị. Thì nay mai cháu nó có thì giờ cháu nó học thêm thì lại bằng cấp lại nâng cao lên. Cháu Long ấy. Rồi cả chiều cao nó cũng cao hơn con chị. Trời. Đúng không? Cái đó thì đổi không được. Vâng. Đó, tôi nói chị nghe. Cái đó đổi. Đó, tôi nói chị nghe, bây giờ tôi hỏi chị nè. Vâng. Lúc mà con người ta đang yêu, con người ta mù quáng lắm. Vâng. Thấy không? Bồn mực yêu tới mức độ mà nhiều khi chú lè, chú lét cũng nhìn nó thôn nữa. Vâng, vâng. Dạ. Cho nên rồi đám cưới thì sao? Nếu mà đám cưới Đám cưới thì sao? Before và after nó khác lắm. Thế chị nghe người ta nói không? Hôn nhân là mồ chôn của ái tình. Hôn nhân là mồ chôn của ái tình. Đó. Đấy, ông nói câu đấy tôi phải suy nghĩ đấy. Khi mình yêu nhau, mình cưới nhau coi như là chết một lần, đúng không? Mà nếu mà cưới rồi mà lấy phải thằng chồng cà chớn là chết thân lần nữa. Đó. Có nghĩa là người chết hai lần, xịt ra nát tan ông ơi. Đó, thấy chưa? Tôi nói chị nghe nè, bây giờ nay mai này đó, hai vợ chồng nó đi ăn tiệc của những người trí thức là thế nào? Thằng con chị nó sẽ lạc lõng trong cái đám trí thức đó. Trong những người trí thức đó. Vâng. Rồi vợ chồng người ta kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ không à. Rồi tới phiên giới thiệu vợ chồng nó. Vợ bác sĩ, chồng y tá. Tội nghiệp nhỏ không? Thằng nhỏ nó sẽ bắt mặc cảm từ cái nhỏ sang cái lớn. Nhưng rồi mâu thuẫn này sang mâu thuẫn khác. Rồi nó xảy ra chuyện ly dị. Nè, mà tôi chưa nói nha. Rủi nay mai này nó có con, có cái rồi sao? Phận ông bà tôi với chị đâu có cam tâm mà nhìn con của mình, nhìn cháu của mình. Đầu tuần này ở nhà của má nó, rồi cuối tuần ở nhà của ba nó. Chị chịu nổi không? Chị chịu nổi nó như vậy không? Nhưng mà ông nói vậy bây giờ là ông muốn làm sao? Tôi muốn chị ráng nói con trai chị. Vâng. Buông con gái tôi ra đi. Ông ơi, chúng nó yêu nhau mà con tôi đâu có bám con ông đâu bảo nó buông. Không, tha. Ê, tha. Trời ơi, chúng nó đang yêu nhau mà con tôi đâu có bắt cóc con ông đâu bảo nó tha. Trời ơi, tất cả mọi thứ tôi là vì thương con chị thôi. Thôi được rồi, bây giờ như vậy tôi về tôi nói với cháu nó đã. Tôi phải bàn với cháu coi làm sao đó chứ còn ông nói nha. Ôi con, xe là con để đầy một xe rau rồi đấy. Vâng. Bây giờ rau răm đúng không? Vâng. Thì tí nữa Mỹ Tiên bảo là về đây rồi là mẹ con mình về nhà luôn. Rồi, bây giờ con cứ về trước đi, con về. Con cái chịu nổi không? Cha nói nhà chờ cơm, đi thẳng làm tới nhà người dân ăn. Bác đây là tôi là ba của Mỹ Tiên nè. Ôi. Để mẹ tiếp. Con bây giờ lần đầu tiên con mới gặp. Úi dồi, bác mà là bố của Mỹ Tiên khổ. Ở trên Facebook gặp suốt mà với cơ mà chưa có gặp ở ngoài. Mà ở trên Facebook ảnh hình đẹp dài lắm, trông như là Brad Pitt ấy. Mà ở ngoài khác hẳn mẹ. Thôi con. Không, ở ngoài thì bác ấy cũng đẹp mà nhìn giống Quang Minh. Nhưng mà bác lịch sự hơn Quang Minh nhiều. Quang Minh ông đấy ông đều sao ấy. Con ơi, thôi được rồi. Thôi thôi được rồi. Thưa bác, nhân tiện đây mời bác về nhà mình ăn bún thang mẹ con nấu luôn. Miệng cậu cũng ngọt quá ha. Thì đó, thì Mỹ Tiên cứ nói con là miệng ngọt như mía lùi. Tôi không có giỡn với cậu nha. Tôi không có giỡn với cậu nha. Đừng có bài đặt hát mà đồ đeo chân đĩa. Sao cười? Đùa, bác là giỡn. Đĩa làm gì có chân mà hạc đeo đúng không? Ơi, con. Lộn. Ý tôi muốn nói á là con gái tôi là hạt á. Cậu nhỏ như con đĩa đây đó, đừng có dai quá nha. Nãy giờ tôi nói chuyện với mẹ cậu rồi. Tôi cho cậu biết, tôi với cậu không cùng một level. Thôi được rồi con ơi, thôi được rồi con sang đây, thôi được ông đủ rồi, ông nói con tôi được rồi. Bây giờ ông về rồi tôi sẽ nói cho hai cháu nó không gặp nhau. Mẹ không phải nói, sao mẹ lại nghe lời bác ấy? Tụi con yêu nhau cơ mà, con yêu Tiên. Nhưng mà trời con gì vậy? Cái chữ yêu từ cái miệng cậu nói ra dễ quá vậy. Tôi cho cậu biết. Để chứng tỏ một tình yêu cho một người không phải là dễ nha. Cậu có bao giờ trải qua khó khăn khổ sở những hoàn cảnh giống như tôi chưa? Ông ạ. Đây là cô Tiên nè. Tôi cho cậu biết con Tiên lúc đó còn nhỏ đó. Mỗi khi nó ho, nó sổ mũi đó, tôi phải vác nó lên vai suốt một đêm cho nó có một giấc ngủ ngon nè. Rồi suốt 12 năm trời, cứ mỗi buổi sáng đúng 8 giờ 11 phút, chiều 2 giờ 45 phút, tôi đưa đón nó đi học không sót một ngày nào. Rồi tối một ngày đúng nó 18 tuổi, nó mua ao ra ngoài, nó bỏ tôi, nó đi đại học. Cậu có tưởng tượng tôi đứng trong căn phòng trống rỗng của nó vì nhớ thương con mà không có thằng trẻ con hay không? Rồi nó vô đại học đâu phải là sống đâu. Tôi gặp bao nhiêu là rắc rối, bao nhiêu là khổ sở, bao nhiêu. Trời đất ơi, có một đêm nó gọi điện thoại nó bỏ học. Cậu cũng biết tôi phải ôm cái điện thoại thức nguyên một đêm, cắt nghĩa nó dụ dỗ bao nhiêu là áp lực trong đầu của tôi. Để được ngày hôm nay. Cậu làm được như vậy hay không? Nếu làm được như vậy hãy nói là yêu nó. Bác ạ, những hy sinh của bác, những nhọc nhằn của bác khi mà bác nuôi Mỹ Tiên lớn lên bao nhiêu năm trời, công lao của bác cháu không dám giành. Nhưng Mỹ Tiên còn cả một quãng đời ở phía trước, còn phải lập gia đình nữa chứ. Bác đâu có ở bên cạnh Tiên một ngày 24 giờ, một tuần 7 ngày và một tháng 30 ngày được. Rồi những áp lực công việc, đời sống khó khăn, bao nhiêu thứ. Tiên có dám tâm sự với bác đâu vì sợ bác lo. Nhưng mà lúc đấy chỉ có cháu ở bên cạnh Tiên thôi. Chúng cháu nhiều khi cũng chẳng nói với nhau được một lời nào, nhưng mà chỉ một ánh mắt nhìn hay là một cái nắm tay thôi cũng đủ cho Tiên cảm thấy ấm lòng lại. Và chúng cháu cảm thấy đời này đáng sống hơn, thưa bác. Vâng ạ, cháu Long nó nói đúng đấy ông ạ. Tình phụ tử có cao thiêng thế nào thì mình cũng đâu thể nào so sánh với tình nghĩa vợ chồng được. Tôi nói tóm lại có nghĩa là có những cái mà cháu Long nó làm được cho cháu Tiên mà ông thì không làm được. Nôm na là như thế ạ. Thôi, trời đất ơi, trời đất ơi. Một người y tá với một người làm nail, rồi hôm nay học ở đâu văn chưa cao sang nó nói ra vậy? Thế là như nào? Thế mẹ xử lý đi. Để mẹ. Ông à, nãy giờ là tôi vì con tôi dằn lắm rồi ông ạ. Ông nói thế là con tôi với tôi không ăn nói cao sang được thì ngành nghề gì ăn nói cao sang được? Hả? Ông bảo là bây giờ ông cực khổ để ông nuôi cháu Tiên trở thành bác sĩ. Vậy tôi hỏi ông là ông có biết bao nhiêu bác sĩ, bao nhiêu kỹ sư, nói chung là những người thành danh là nhờ bố mẹ đi làm nail không? Tôi hỏi ông điều đấy đấy. Trời đất ơi. Trời đất ơi, vậy tại sao chị làm nail? Chị không ráng dạy cho nhỏ tới bác sĩ luôn, tới y tá chị ngưng vậy? Lại bác sĩ? Ông im đi nha, ông đừng nói nữa nha, ông đừng đụng tới con tôi nha chưa? Thế tôi hỏi ông nè, thế thằng Long nhà tôi nè, nó có vòi vĩnh gì con gái ông chưa? Ông có mất mát gì cho thằng Long chưa? Ông có mất mát gì cho cái bà làm nail này chưa? Hả? Đúng. Tôi làm cái nghề nail này nè, một ngày 12 tiếng đồng hồ, ngồi trong một cái không khí nồng nặc mùi hóa chất, còng lưng cúi đầu để kiếm tiền. Nhưng mà những người mẹ như tôi á, lúc nào cũng muốn con của mình thẳng lưng ngẩng đầu nhìn đời. Ông nói đúng. Thằng con tôi đây nè, những ngày mà nó đi học á, không bao giờ nó được điểm cao hết. Nhưng cả một những năm đại học á, những năm trung học của nó, nó phải đi sớm nửa tiếng đồng hồ để nó đẩy một thằng bạn ngồi xe lăn. Rồi bây giờ vào trong bệnh viện, nó cà, nó hát, nó ru cho bệnh nhân người ta vui vẻ. Ông à, bố mẹ nào cũng muốn con mình thành ông này bà kia. Nhưng mà tôi rất hạnh diện vì con tôi là người tử tế. Kìa mẹ. Thôi mẹ đừng khóc. Không, mẹ không khóc. Mẹ không có khóc. Bác làm cho mẹ cháu khóc rồi đây này. Cháu đã hứa là không có để ai làm cho mẹ cháu khóc, mà ngày hôm nay bác làm cho mẹ cháu khóc. Đây là người phụ nữ quan trọng nhất của đời cháu. Thôi các bác về đi, cháu không gặp Tiên nữa. Long. Ôi cô Tiên, anh mới nói gì? Sao anh không muốn gặp em nữa? Trời ơi. Ba. Trời ơi. Sao lại đến đây rồi bắt mẹ ơi, cô gái cưng của ba Ninh. Trời ơi. Nè, tôi cho cậu biết nha, đây là người phụ nữ quan trọng nhất của đời tôi đó. Không ai được quyền làm cho nó khóc nha. Đây cũng là người con gái quan trọng nhất đời cháu. Ủa gì kỳ vậy? Ai cũng quan trọng với cậu hết, vậy ai quan trọng với tôi? Tôi nói ông nghe. Bà quan trọng thôi, bà đừng tới bà. Cái gì vậy? Trời ơi, trời con. Qua đây ba tôi sẽ đứng đó mọi người đó. Em qua ba đi. Con đi. Qua với ba con đi. Buồn xấu lắm con. Trời ơi, bác sĩ của ba. Bác sĩ nữa. Ở đây mình người nhà thôi à. Ba gọi con bác sĩ kỳ quá. Gì con? Con biết là ba thương con. Ba rất là tự hào vì có con là bác sĩ. Nhưng mà ba nghĩ đi, ở trong bệnh viện mà chỉ có con là bác sĩ thôi, không có những người như anh Long đây nè, thì bác sĩ không khám được mà cũng đâu có mổ được một mình đâu. Quá hay. Chuẩn luôn. Quá hay, quá hay. Em nói cái này là chuẩn. Bác với mẹ mà không biết gì về nghề nghiệp của tụi con ấy thì phải xem phim Bộ Đại Hàn. Bộ Đại Hàn. Ở trong phim á, là khi nào mà bác sĩ mà mổ vào trong phòng mổ là nguyên một cái ekip mấy chục người phục vụ. Đúng. Chứ bác sĩ mà một mình thì mổ với ai? Mổ kiểu gì? Rồi ai mà đưa khăn đưa kéo cho mà mổ? Không ai hết. Con nói đúng đấy. Trời, con. Hôm nay con học ai mà con dám lý lẽ với ba vậy? Hả? Con mới học từ anh Long á. Không, cái này mẹ dạy. Mẹ dạy con. Trời đất ơi con. Không lẽ bây giờ gì nói mà cô đứng bơ phé hả? Con không thương ba hả? Trời ơi, quên đi. Thôi qua đi con ơi, để ba mày. Trời ơi, con hạt của ba. Con hạt là con gì? Anh ơi, con hạt là con gì? Hạt con chim. Hạt là một loài chim quý. Là chim quý. Ô mà ba. Gì con? Thế ba chỉ biết yêu chim quý thôi. Ba không yêu những con chim khác à? Trời ơi, không cái con. Ai dạy con mà hôm nay tự nhiên cô lý lẽ với ba hoài vậy? Anh Long cũng mới dạy con ấy. Nửa Long nữa. Cái này cũng là mẹ dạy luôn. Nửa. Thank you. Trời ơi, con. Bây giờ con cái gì cũng hai người này dạy con làm sao vậy con? Thế con không thương ba hả? Trời ơi, qua đây ba Lạc nè. Không thương ba gì hết. Lần này qua ôm ba cho ba vui đi con. Ba là ba của con sao không thương ba được? Con là phải thương ba nhất. Ba Lạc của con. Ôi trời ơi, anh ơi. Trùng hợp quá đi, trùng hợp quá. Ba em tên là Lạc. Mẹ anh lại tên là Hồng. Ba anh với mẹ anh cộng lại với nhau, coi như là anh em mình nhắc nhở là con cháu của lồng hạt rồi. Cái gì lồng hạt? Là gì? Cái này em hơi bị nhầm. Cái này không phải là không có cái lồng nào ở đây hết. Nó là Lạc Hồng. Trời ơi, Lạc Hồng. Lạc Hồng. Trời ơi, hôm nay biết lịch sử này nọ. Ai dạy con mấy cái vụ này ấy? Lúc nào còn anh Long dạy con ấy. Cũng là mẹ luôn. Long mẹ. Sao con cái gì cũng anh Long với mẹ hết vậy? Chứ ba bận rộn cả ngày, ba đâu có thời gian ba dạy cho con. Đấy, dành giờ cho con. Thì ba làm tất cả mọi thứ là cũng gì, muốn cho con, nuôi cho con học trưởng thành. Ba cũng ý. Cái này làm như có duyên rồi nha. Ba cũng biết lịch sử nha. Thằng này là Long. Long là rồng. Đúng rồi. Còn con là Tiên. Rồng Tiên. Ôi trời. Hay. Ba muốn học từ anh Long luôn à? Không, gì Long hoài vậy? Không. Cái này là bố nói chứ anh chứng nhận là bố nói. Bố nói rồi chứ. Bởi vậy đừng có nghĩ là ba không biết nha, thằng này thông minh đó. Đấy, con nói cho bố biết. Mẹ con còn nhiều khi không nghĩ ra cái chuyện là rồng Tiên. Thế ba không nghĩ cho tụi con được ba gọi anh Long được. Buông ra. Sao ông nói vậy? Đâu, bác đẩy cháu mà. Buông ra. Qua đây. Ao à. Ba nói con nghe nè, mình là đàn gái. Ba em lại mới nói đàn gái, ba em đâu. Chưa. Mình là đàn gái, muốn cái gì để đàn trai họ ngỏ lời trước, đúng không? Thôi được rồi, đây tôi đàn trai đến đây, tôi đàn trai con tôi đây. Tôi hai hôm nay nè, con là đại diện đàn trai, con ngỏ lời như thế nào thật là hay vào để cho đàn gái người ta chấp nhận, nghe chưa? Để con ngỏ lời nhá. Mình là đàn trai mà. Đừng chảy nước nha con. Mỹ Tiên. Tiên đây ăn. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. Chờ một đêm trăng nào tới, đời chiều vàng hôn lên làn tóc, đời một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Trời ơi, trời ơi, ông coi này, ông coi này, thằng Long con tôi nó nằm gọn lõn trong lòng con Tiên nữa này. Ôi, dễ thương quá. Bây giờ tôi thấy nó xứng đôi vừa lứa quá. Ôi, tình yêu đẹp. Tôi thấy quá. Cái tình cảm của tụi nó lãng mạn quá. Nó giống như tình yêu mà trước khi mà tôi chưa lấy vợ đó. Tôi nói chuyện nghe nó cũng sao. Thôi nhìn chị không dám kệ. Ơi đừng ơi, bây giờ tôi nói chuyện nghe nè. Sao? Bây giờ tôi thấy rồi. Nãy giờ tôi có nặng lời thì chị cũng thông cảm cho. Tại vì thương con quá nó mới như vậy. Rồi cái thứ hai nữa cũng cảm ơn chị thay mặt tôi dạy dỗ nó những điều hay lẽ phải. Bây giờ tôi mới thấy, tôi mới thấy nha, không có cái gì qua được tình yêu. Đúng rồi. Mà tình yêu chân thật nữa. Nó yêu nhau để nó gây dựng hạnh phúc cho nhau. Đúng rồi. Không ảnh hưởng tới nghề nghiệp. Đúng rồi đó, ông anh nói câu đó hay đó. Thôi bây giờ cả nhà mình về ăn bún thang nhá. Vâng, thế thôi con mời bố mẹ đi. Khoan, nói cho rõ ràng. Nói bố mẹ ta tưởng tôi với bà này vợ chồng nữa. Con mời ba là, con mời mẹ không? Bây giờ này, bây giờ chúng con nhớ nha, bây giờ dù bất cứ nơi đâu, bất cứ nghề nghiệp gì, chúng ta cũng phải làm dạng danh dòng giống dòng Tiên. Dạ đúng vậy. Ban Kiều, Diễm Sương, nơi này quen quá. Anh chồng có số đào hoa, nhắn mấy anh chồng vợ hai vợ ba, có chơi thì chơi cho khéo, chớ quên vợ nhà. Ông bà xưa có câu ớt nào mà ớt trắng cây, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng. Chồng lắm đây ấy mấy thời vợ ghen bây giờ tinh vi hơn xưa, ghen bây giờ tàn nhẫn hơn xưa. Quản thư thời trước có sống lại cũng chào thua. Ghen bây giờ khôn ngoan hơn xưa, ghen bây giờ xì mát hơn xưa. Hoạn thư thời trước có sống lại cũng chào thua. Em xin giới thiệu với quý vị, em là CEO của công ty D&G Corporation. D&G không phải là Dolce Gabbana mà D&G là đánh ghen corporation, tức là công ty đánh ghen. Thưa quý vị, tới với công ty em thì em sẽ dạy cho hiểu thế nào là ghen, đánh ghen làm sao cho nó có trình độ, đánh ghen làm sao cho mấy ổng nể, mà đánh ghen làm sao để lôi kéo mấy ổng về, mà đánh qua đánh lại, đánh tới đánh lui mà mấy ổng không bỏ tật ghê thì thôi cho mấy ổng đi luôn. Có tiếp khách không? Rồi mời vô, có khách rồi. Mời hai chị vô. Thấy chưa đó, 32 năm kinh nghiệm trong nghề, tôi nhìn tôi biết ai sầu thảm liền nè. Coi hai người phụ nữ nè, cái người mà cái mặt già xấu mà nhăn là chắc chắn là bị chồng bỏ. Chị bị chồng bỏ đúng không chị? Mặt ta tươi vậy mà chồng bỏ, cái mặt mà cười giả trân vậy mà nước mắt quanh chồng là chắc chắn rồi, em chắc là chị chồng bỏ đúng không? Tôi chưa có chồng. Hả? Trời ơi, chị chưa có chồng hả? Nhưng mà chắc lẽ là chị có người yêu rồi đúng không? Chưa có người yêu luôn. Cái gì vậy, từng tuổi này mà chưa chồng chưa có người yêu hả? Tôi nói câu này ra ai cũng la trời hết nha. Rồi nói đi. Tôi còn con gái. Oh my god, đó là trời đó. Trời ơi, còn thông dịch nữa hả? Nhưng mà nếu mà chưa chồng nè, không có người yêu nè, còn con gái là ế rồi. Đâu có gia đình đâu mà có gian dở đâu mà vô gặp tôi chi. Không phải tôi à. Má kia. Hả? Cái gì? Tôi nói không phải tôi, là cái con bạn của tôi. Nó là bạn của tôi. Ủa? Dạ. Bạn hả? À, dạ đúng cái rồi. Cái gì vậy mày làm gì mày sợ vậy? Tôi là như vô đây mày xuống tông làm hết hồn hết chứ à. Rồi bạn nhưng mà lũ khà lũ khụ già dữ vậy rồi. Không sao, tại ghen, nó ghen, nó hại sức lắm đó. Nó ghen đó. Thôi thôi thôi, bỏ xuống giùm cái coi. Bỏ xuống bỏ. Đi. Trời đất ơi. Gì vậy? Em ơi. Đó. Trời ơi, mặt mũi vậy, tướng tá vậy. Trời ơi em ơi. Đẹp vậy mà sao bị chồng bỏ vậy em? Chị làm nhục em mà đó. Không, ý gì nè, ý chị nói là già xấu như bà này chồng bỏ chị không tức. Mà em đẹp quá bị chồng bỏ chị tức biết không? Cái gì? Hả? Nãy giờ có nói tôi già hoài là sao? Bà không nói tôi già mà bị tam tai hả bà kia? Cái gì vậy trời ơi. Tôi muốn giết người quá chừng luôn á. Sao vậy? Tự nhiên vừa phải thôi chứ. Thôi mà nói mày nghe. Cái nết nói chuyện vô duyên này nè, mà hay sỉ nhục hay nói tao già này già nọ đó. Có con nhỏ bạn ở dưới quê mình mày nhớ không? Ồ tao cũng thấy quen quen. Nó hay chửi tao là già nên già nua vô duyên đúng rồi đó. Mày nhớ không? Con lượm. Đúng rồi. Trời đất ơi, ai mà nó biết tên cúng cơm của tôi vậy trời. Tôi nhớ là mấy chục năm trời tôi chỉ có hai con nhỏ bạn nó biết tên cúng cơm của tôi là Nguyễn Thị Lụm thôi. Đó là con Thủy và bà Liễu. Thôi tôi bay hả? Trời ơi. Mình ba đứa hôm nay gặp nhau. Lượm. Tao biết tại sao tụi mình hay lạc nhau rồi đó. Là ba đứa lạc tông quá cho nên lạc nhau. Trời ơi tụi bay gặp lại mừng quá, mấy chục năm trời ơi. Hey, gặp lại nha, ta không thấy đứa nào thay đổi nha. Đúng rồi. Nghĩ nè, trời ơi, ta nhớ hồi xưa là mày là đẹp nhất xóm thấy chưa, quá đẹp luôn mà bây giờ vẫn còn đẹp nè. Đúng. Chỉ con cái không thay đổi biết sao không, mày không. Quê quá qua tới Mỹ rồi còn bới cái đầu rồi mặc quần áo vậy làm sao. Trời ơi, chồng con rồi mà diễn cho ai coi mẹ ơi. Thấy không, thấy sai lầm không, thấy sai lầm chưa? Càng có chồng càng diện, đừng diện cho mấy chả, mình diện cho mình biết không. Còn chị Trinh, tao cũng vậy phải không? Không thay đổi tí xíu nào hết. Đẹp hơn ngày xưa phải không? Hồi nãy chị nói chị còn Trinh á thì là coi như là em không có tin. Giờ sau khi biết chị là chị Liễu rồi em mới tin đó. Sao vậy? Chị không nhớ hả? Sao vậy? Ngày xưa trong xóm đàn ông ai cũng sợ chị hết trơn á, tại vì dữ quá. Cái gì mà dữ, vậy coi dữ quá, em có dữ quá gì? Gì mà dữ? Còn mày hiền quá. Có chồng con gì chưa? Chưa. Vậy là mày còn không mà tôi hơn bà, tôi hết rồi. Vậy hả? À tôi hơn bà bậc à hả? Nhưng mà em nói chị nghe nè, em không có chồng nhưng mà em có người yêu. Chồng chi đó, chồng như thế không thấy khổ ghê không đó. Chồng là chi, em nói chị nghe nè, người yêu á thì còn có người này người khác, chồng nó có một kiểu nó ra đời nó gặp gái nó thơm thớt nói cười, nó về nó nhìn vợ như kẻ thù á. Sao tao không biết vụ đó? Thôi thì mày không có kinh nghiệm đâu. Thôi Lụm ơi, tao nói mày nghe nè, bây giờ tao... Cái gì mà lụm vậy? Trời ơi, tao đâu có quăng gì đâu mà mày lụm. Bây giờ tao có tên khác rồi. Tên gì? Tụi bay biết Mickey Minaj không? Biết. Con nhỏ rap phải không? Rapper đó phải không? Tao nhìn mày tao nghĩ mày muốn chồng dữ lắm rồi đó. Bà Liễu ơi, tao thích con nhỏ đó lắm. Đúng rồi, đó là Mickey Minaj. Còn xin tự giới thiệu, em là Mickey Milu. Tao nghe tên đó tao muốn thảy cục xương cho nó vậy. Cái gì vậy? Nè, bà vô duyên á nha, bà làm tôi như là con chó bằng vậy. Tao nói mày nghe, ở dưới quê mình á, người ta hay kêu chó Milu đó. Vô duyên à. Thôi nè, tao nói mày nghe nè, cứ gặp nhau, hai đứa gặp nhau là cứ vậy hoài, tên của người ta mà mày kêu vậy kỳ lắm. Đúng rồi, tao không tủy là lịch sự không? Mà Lu ơi Lu. Thôi mày kêu đại tao tên Lụm đi. Mày kêu Lu nó còn giống con chó hơn nữa đó. Thôi ơi. Tao vô đây mời vô. Bây giờ tao rối lên hết trơn rồi. Giờ mày đã rồi, tao đâu mày kể tao nghe coi. Ở đây kể cho nó nghe. Không được, bây giờ tao nói mày nghe. Tại sao vậy? Tao nói mày á, bây giờ tao giúp mày sao mày gia đình chuyện gia đình sao? Giúp tao nghe đi. Mấy chục năm nay cái ngày nào tao cũng ghen hết trơn. Thấy đầu óc tao gì không? Mày làm sao mày giữ chồng tao? Chứ không thôi, chết là tao nói thiệt với mày. Trời. Cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, nó sao vậy? Trời ơi, nhắc tới chuyện ghen là nó xỉu vậy đó. Trời ơi, nó ghen, nó lộn lộn, nó ghen, nó xỉu. Nó ghen mà nó xỉu, nó xoay ba vòng là sao vậy? Nó làm như Thiên Nga vậy chết vậy mày. Mà tao nói mày nghe. Sao? Bây giờ nó xỉu rồi, nó không biết gì hết á. Mày hỏi chuyện chồng nó đi, tao kể cho mày nghe. Qua đây, qua đây. Qua đây, nó té. Ủa sao vậy? Ngàn chục lần vậy đó. Vậy hả? Chú tự lết vậy không sao đâu. Trời ơi, mày dẫn nó đánh ghen sao mà nó xỉu hoài làm sao? Sáng nay rủ tao đi đánh ghen à. Mới ra khỏi cửa xỉu à. Mày biết tao làm gì giờ? Ừ. Sẵn có ba đứa con nó ở nhà à. Tao rủ đánh sập sám. Trời. Đánh bài. Đánh ghen không thấy, tao thấy đi đánh bài, tao rủ đánh bài à. Không cái nó tỉnh dậy mày biết không? Nó tội nghiệp nó quá, nó buồn quá ừ. Tao mua rượu cho nó nhậu. Trời ơi, cho nó dơi sầu giờ, hỏi ở chồng con nó đi. Hỏi bà nè, ừ. Bây giờ chồng nó ngoại tình lâu chưa? Ủa cái thằng cha này tao nói à. Như là cái hạm nhà binh vậy mày ơi à. Tao nói nay con này mai con kia. Nó nói trời ơi, gặp nó là già trẻ bé lớn không cần biết. Nó gặp là nó hốt, nó gặp là nó hốt hả mày? Mr. Vacuum đó phải không? Ừ, hút bụi đó mày. Hút bụi đó phải không? Ừ. Sao thấy quen quá ừ. Thôi vậy đó hả? Ừ. Nhưng mà bây giờ bà có gì bà gặp mặt cái bồ của chồng của Thủy chưa? Tao gặp mặt tao kiếm mày làm chi? Bây giờ có bao giờ bà đi theo dõi không? Bà theo dõi bà thấy mặt. Có. Ngày nào cũng theo dõi trơn á, có bữa sắp sửa gặp tới mục tiêu rồi mày biết không? À. Cái tự nhiên nó xỉu. Trời tao làm gì? Tao phải lo cho nó. Mất mục tiêu. Chết rồi, thôi bây giờ bà sao bà ráng bà gọi nó dậy đi để tôi hỏi nó cho kỹ đi. Ừ. Là chuyện của nó. Ý? Ừ tỉnh rồi. Trời ơi. Cái gì vậy? Rượu đâu liễu. Rồi, uống rượu quen, thói quen thôi. Bữa nay ở ngoài đường nhịn bữa nha, nha. Thôi giờ rồi, sao rồi, đây? Giờ mày ngồi xuống đây ráng mày giúp tao đi lụm. Đúng rồi, mày xuống đây nè, bây giờ mày tao nói mày nghe bây giờ á, ít nhất mày phải biết chồng mày đi đâu, chồng mày làm gì, từ đó mình mới biết mà mình đánh ghen. Giờ mày cho tao biết đường đi nước bước của chồng mày coi làm sao. Biết chứ, chồng tao là PT, là professional training, cho nên sáng nào á ổng cũng đi tập cho người ta từ sáng sớm cho tới chiều tối ông về nhà à. Ăn cơm tắm rửa sạch sẽ, xịt dầu thơm cái là 9 giờ tối cái ổng đi tập cho ổng tới 3 giờ sáng. Ổng tập cái gì cho ổng? Thì ổng chạy bộ. Cái gì? Chạy bộ từ 9 giờ tối tới 3 giờ sáng á hả? Ừ. Trời ơi, vậy mà mày tin hả? Chứ sao? Rồi cô này nó ngu ghê đó. Chồng tập thể dục mà 9 giờ tối đến 3 giờ sáng mà nó tin nó hồi ngu ghê vậy đó. Rồi giờ vậy, hôm nay mày nghe nè. Bây giờ cái cách ghen của tao là mình ghen từ từ biết không? Mình ghen từ từ thôi. Bây giờ trước tiên vậy nè. Nếu mà mày biết chồng mày với con bồ của chồng mày, mày mời luôn chồng, bồ và mày. 3 người đi ăn sáng với nhau. Để làm gì? Trời ơi, nó ăn sáng để nó khỏi ăn chồng mày chứ làm gì. Phải vậy bà ơi. Đây nè, tôi nói mà nghe, tôi coi là ăn sáng như vậy thì cái cô bồ của nhìn có thấy ủa trời ơi, người ta có vợ rồi, vợ chồng người ta vui vẻ vậy tại sao mình nhào vô làm gì, tự nhiên người ta rút lui đó. Cái người đó là người biết điều, biết không? Ừ. Ăn sáng rồi nó đòi ăn trưa ăn chiều, rồi chủ yếu là món ăn tối nữa. Mày gặp tao xứng mấy tao bỏ. Trời ơi, vậy là bà là không người biết điều. Rồi thôi cách này không được đâu mẹ ơi. Không được hả? Ừ, tao thấy không được. Vậy nè, ngồi xuống đây tao nói nghe. Thôi giờ trước tiên mày phải biết là chồng mày đi đứng ở đâu này, mình theo dõi rồi thì theo dõi xong rồi mình mới hành động biết không? Ừ. Bây giờ có cách vậy, tao chỉ cho mày cách theo dõi. Mày có cái điện thoại đó không? Có. Nè, điện thoại nè. Rồi đây, mày có cái gì ha, đây có cái app nè ha. Cho số phone của mày vô đây nha. Cho số phone của mày vô. Đó, số phone của chồng mày á. Đó, vô đây đó, mày nhấn nút này đó. Bây giờ mày thấy cái cây này không? Cái cây này nhúc nhích là chồng mày nhúc nhích. À chồng mày đi đâu là mày theo dõi đó. Thấy chưa? Hay vậy hả? Miễn cây này nhúc nhích là chồng tao nhúc nhích. Tức là nếu mình có số phone của người ấy thì mình biết người ấy ở đâu phải không? Đúng vậy. Dạ. Vậy ở đây có ai có số phone của anh Quang Lê? Quang Lê thì khỏi cần hỏi, đang ở Pochanga nè. Chị ra ngoài sòng bài á, cái chỗ kéo máy á. Máy gì? Máy con sói á. Vậy hả? Chúc mình ra mình kiếm ảnh đó. Dạ. Cái chỗ nào mà một người mà ngồi 2 ghế mà 3 cái máy là Quang Lê á. Như tao thấy cái này nhúc nhích nè mẹ ơi. Đúng rồi. Nhúc nhích nè. Chồng mày đó, chồng mày đang đi đó. Cái này nè, nó thấy rõ ràng thấy giờ mày thấy không? Đó đó, khung cảnh này đó đó. Ủa, nhúc nhích thôi. Ủa sao mà cái này chỗ này nó quen dữ vậy? Cái quán cà phê xéo văn phòng tao nè. Ủa cái gì vậy? Tao thấy rồi, thằng cha Trọng ngồi trong xe kìa Thủy ơi. Hả? Cái gì? Ủa chồng tao. Trọng là chồng nó. Chồng mày tên Trọng hả? Cho có hình được không? Nè. Đi nè, hình nè. Trời ơi. Cái gì vậy? Bồ tao. Hả? Tao cái gì kỳ cục vậy? Liễu ơi, cái gì kỳ vậy? Đừng xỉu nha, đừng xỉu. Xin lỗi, tao không biết cái này. Đừng xỉu. Anh nói là anh còn độc thân. Nó hay quá. Anh nói là vợ anh chết rồi. Ôi trời ơi. Mà anh nói vậy nè, anh nói vợ anh bị một người bạn thân giết chết nữa chứ. Trời ơi. Nên tao thấy tao đau hơn, tôi chết rồi. Trời ơi, vậy là không được rồi. Mày thấy đàn ông chưa? Hở ra nó chia. Này sao liệu chắc tao xỉu đâu, tao xỉu. Đừng xỉu. Đi vô nhà nha. Tao không biết đâu mày làm gì nó làm không, tao xỉu nó nha. Đừng xỉu. Đi vô nhà để tao đi với mày. Để nó xử. Để nó xử. Tao tin mày đó nghe. Rồi rồi, nó xử. Sao kỳ cục vậy? Trời ơi. Minaj! Minaj! Baby! Minaj! Hello! Hey! How are you? Thể thao chưa? Thể thao không phải khoe hàng. Thể thao cho khỏe bế nàng đi chơi. Nếu mà không muốn bị bỏ rơi, tập cho thiệt bự anh sơi mỗi ngày. Hello everybody. Hello Minaj. I miss you. I miss you too. I want you. Yeah, I miss you. I love you. I love you too. Hey, hey, hey. Ai da. Baby. Yeah, em đỡ anh vậy em. Hả? Dạ bị dập bẻ ơi. Dập bẻ. Dập bẻ. Tập cho cố vậy. Kéo lên. Được chưa? Tập vừa thôi anh. Mấy bữa nay sao đi đâu vậy? Bộ bận công chuyện lắm hả? Trời ơi, em biết không, mấy bữa nay cái gym của anh nó có ra 2 cái chương trình mới. Tôi nói tụi khách ta nói đăng ký nườm nượp luôn vậy đó. Anh tài năng quá. Cái chương trình đầu tiên là cái chương trình giảm cân. Ồ, cái đó khó lắm á. Ôi, tôi nói tuần vừa rồi có một khách VIP vừa vô tập mỗi ngày luôn nha. Mà bây giờ cái thân hình giật cân đối dữ lắm. Là xuống cân dữ lắm hả anh? Yes, he's so happy. Cân đối lắm hả? Yes. Ai vậy anh? Quang Lê. Anh ơi. Thiệt. Em... Bây giờ happy lắm. Trời, cái thân hình bây giờ nhìn đi đã lắm. Đã thiệt anh ơi. Em vừa mới đi uống trà sữa với Quang Lê ngày hôm qua anh ơi. Hả? Em chưa uống hết 1 ly mà Hy hút hết 3 thùng rồi anh ơi. Làm sao mà ốm được. Vậy là xuống rồi đó. Chạy trước khi vô cái chương trình giảm cân là quất tới 6 thùng lận đó. Trời ơi, ghê cái quá. Tiệm bô bà của người ta 9 giờ sáng mở cửa mà 10 giờ bước vô là hết đồ bán. Trời ơi, Quang Lê mở hàng đắt hàng vậy hả anh? Đâu phải, mình Quang Lê hút hết á. Ghê quá. Nó nghe nè, cái chương trình đó bây giờ trời ơi, Lê nó so happy. Giới thiệu qua cho người bạn nữa, tại vì còn một cái chương trình nữa. Dạ dạ. Dương tới tương lai. Là sao? Chương trình gì Dương tới tương lai là sao anh? Kéo cao giò. Trời ơi, cái chương trình này hay lắm. Bạn của Quang Lê thích quá, đăng ký vô luôn. Bây giờ 2 người tập một lúc và 2 người so happy. Cái người kéo tới tương lai rồi có thành công không anh? Kéo cao người... Rất thành công. Được bao nhiêu cm? 2 cm. Trời hay quá. Ai vậy anh? 1m49 lên 1m51. Dạ, Việt Hương với Thúy Nga. 2 đứa luôn tập đều mỗi ngày. Bây giờ so happy. Mà sao hay vậy? Cho dù mấy tuần mà lên được 2 cm là cũng rất hay đó anh à. Làm sao được vậy? Trời ơi, em biết sao không? Dắt ra ngoài Phước Lộc Thọ thôi, mua đôi guốc đeo vô cái là đi được liền. Gì đâu. Anh nói chơi thôi, miễn sao gặp baby, gầm cho baby vui là anh vui rồi. Ôi, cái gì anh nói cũng được hết trơn á trời á. Anh làm cho người ta đẹp vậy chứ anh làm cho em cái gì nè? Mẹ tròn con vuông. Là ủa sao vậy? Có nghĩa là muốn em đẻ đứa thứ tư phải không? Làm gì có đứa thứ tư, anh chưa bao giờ có vợ. I'm still single. Cái gì vậy? Cái gì vậy em? Nhà em có con chuột. Chuột bự lắm mà nó chạy rồi đổ đồ bể đồ này, không sao đâu. Dạ. Chuột làm hết hồn hết. Dạ. Thôi đừng có lãng tránh cái công chuyện của em nữa. Sao? Đi đâu mà hôm nay mới tới bận rộn sao? Em yên tâm. Kể từ bây giờ anh ta sắp xếp giờ rồi. 9 giờ tối đến 3 giờ sáng là giờ của em. Cái gì vậy? Trời ơi. Cái tiếng gì vậy em? Dạ, con mèo hồi nãy là con chuột, giờ con mèo. Trời, nhà em nó có mèo. Súc vật nó chạy vòng vòng vậy trời. Giống như là Tom and Jerry anh, nó cứ rượt nhau hoài à. Dạ. Mình kêu pet control tới bắt nó được không? Dạ. Lát hồi nhiều khi có con cọp nó xuất hiện á anh ơi. Em làm á. Nói nghe nè baby, trời ơi cả tuần lễ em không gặp, anh nhớ em quá. Ngồi đây đi nè. Anh nhớ em quá nè. Trời ơi, em nhớ cái đôi vai bự của anh quá à. Tại đôi vai này là gọi anh tập là để làm gì? Lo cho mẹ già và 3 đứa em. Mà 3 đứa em đang tuổi mới lớn. Mẹ bà nó ăn gì đâu mà nó ăn quá trời ăn luôn vậy. Vậy hả? Ăn vậy thôi mà còn thua mẹ già của anh ăn nữa. Mẹ già ăn hơn nữa. Trời ơi, mẹ già anh ăn kinh khủng vậy hả? Khủng khiếp lắm em, bởi vì anh phải tập để kiếm tiền, để có tiền lo cho gia đình đó. Yên tâm, cái chuyện đó anh đừng có lo quá, cái gì em lo cho. Tại đừng có làm vậy với anh nha. Anh không có thích xài tiền của phụ nữ nha. Được rồi, cái chuyện đó không thành vấn đề. Bây giờ nè em vô nha, em sửa soạn phòng ốc nha. Em chờ anh nha, đưa em lên 4 tầng mây nha. Thôi đừng, từ từ. Sao vậy? Anh có quà cho em. Có quà nữa hả? Chưa cái gì, cái đòi đi vô phòng ốc liền à. Này, tăng. Quà gì? Igel. Oh, Igel. Yes. Cái này anh nuôi cho mẹ già mà mẹ già không có thích. Vậy à? Dạ, nước sơn mới của Igel nè. Trời ơi. Đó, cầm lên để đó. Cái này là Deep and Dark của Igel nha. Vậy đó, bột nhúng rất là xịn. Rất bền phải không anh? Đó, đây có cái máy LED luôn nha. Cho em ở nhà tự làm đẹp. Đẹp quá, cái sơn, màu sơn này nó chắc lắm không anh? Bền vững và ai cũng thích mùa này là coi như hợp new trendy. Dạ, nếu mày còn dư là em sơn nhà luôn anh, cho nó chắc luôn á. Dạ. Nó nghe này, cái chai nước sơn này về sơn nhà. Trời chắc ai chơi trúng bánh quá. Vậy vậy, nó bán mới nhiều nữa anh ơi. Thôi được rồi, để em vô em sửa soạn. Là anh tặng cho em cái này. Cái gì vậy? Tang 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 tang. Trời ơi, em thích quá, em thích đau đầm, em thích đau đầm. Anh em thích nhưng mà em thấy coi bộ anh thích áo đầm này hơn em á. Bậy à, tôi thấy anh sung sướng quá. Không có gì hả? Tặng cho baby. Cảm ơn anh, để lát em thay liền. Thay liền nha. Thôi em vô nha. Chưa. Cái gì vậy? Sao làm gì mà cái đồ vô trong hoài? Cái quan trọng là cái này. Cái này là cái gì? Cái này. Cái gì vậy? Tăng 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 tăng. Trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì mà anh văn minh như vậy, anh tiến bộ như vậy? Thôi ghê quá à. Anh. Cái gì? Trời ơi, cái giường em không có cái này. Em ơi, cái này phải để lên cho cái đầu giường. Không phải đầu giường hả? Giường em nó cũng không có. Cái này. Cái này cũng không phải cột ở dưới cái chân giường. Chứ làm cái gì? Cái này là để trói hai trái tim của chúng ta lại với nhau. Trời ơi. Để chúng ta mãi mãi thuộc về nhau. Nè, mở cái này ra đó. Anh thánh thiện quá, còn em trần tục quá, em nghĩ lung tung quá. Em quá trần tục luôn. Ai ngờ lại hai trái tim thôi. Hai trái tim thôi, cái còng là hai đứa mình khóa lại với nhau giống vậy đó. Anh đó. Mở ra cho em coi coi. Rồi. Đó. Dễ thương quá, được rồi. Đó. Được rồi. Em thử anh mở cái này ra. Anh mở luôn cái này cho em nè. Đó. Dễ thương quá. Vô. Chưa? Búp. Đó. Rồi hay giờ quá. Chói anh với chói em đây, lại. Em thử chói anh coi nha. Dễ thương quá anh ơi. Thôi bây giờ để em vô em sửa soạn nè. Em sửa soạn, đến đây nè, không có được đi đâu nha. Anh hứa với em hôm nay đợi em tới 3 giờ sáng luôn mà. 3 giờ sáng thì anh vô đây nè. Đó. Gì vậy? Hả? Hả? Đây, thử nó có chắc hay không. Chứ chói hai người thì sao em bằng việc. Đó, vô nha. Đứng đây nha. Em vô em sửa soạn phòng rồi em ra nghe anh nha. Bận cái I love you, em bận áo để em ra liền nha nha. Gì cười? Hồi đó giờ tôi chưa bao giờ thử về cái xứ hoang dã luôn á. Kế bụi cây này lạ lạ nè. Ủa mới vừa phóng vô phóng ra sao cái tướng khác vậy ta? Em vậy? Gì liễu? Vậy? Gì đi dạy tới đây vậy? Tao giận má tao đi chơi. Rồi má chị đâu? Ra đi má ơi. À hết hồn tắt mà hồi luôn á. Nó nghe nè, chị Liễu. Gì? Chị chơi xấu vậy chị Liễu. Xấu gì? Chị có má đẹp cái tướng ba đì ngon vậy sao đó giờ ông dắt vào nhà em chơi. Đó là quỷ mà, nhìn kỹ đi. Má nè. Quỷ. Thủy gì? Vợ. Vợ gì? Mình ơi, ủa mình tới đây làm gì? Mình đầu tay chân gì? Tôi nói thiệt nha, ngày hôm nay đó tôi rất là bình tĩnh, tôi không có xỉu nữa. Tôi quá khổ vì anh rồi. Hả? Dẹp anh qua bên đi nha. Tôi không bao giờ tin anh và không bao giờ tha thứ cho anh nữa. Nghe anh giải thích, anh có nỗi khổ. Đó, mấy ông đàn ông nha. 10 ông như 11 ông à. Quậy banh cái gia đình luôn á. Mà hỏi là anh có nỗi khổ riêng của anh. Không vậy hết trơn á. Em ơi, nghe anh giải thích em thật anh. Bây giờ mà còn giải thích cái gì nữa mà giải thích nữa nha. Nè, đừng có nói là cho anh thêm thời gian nha. Không, đúng là như vậy, tại vì thật sự là anh. Nè, tôi nói cho anh biết, từ rồi sắp lên, tôi sẽ sống cho tôi. Đúng rồi. Thủy, đừng. Ủa? Ồ, hello cả nhà. Vô đây, ai đây? Ai vậy? Vô đi cưng, vô đi. Ai vậy? Tôi gọi đó. Hả? Uber. Gì vậy? Em đi đâu? Người đẹp. Em cái đầu mày chứ em. Vợ tao mà em hả mày? Vợ cái gì? Vợ con gì đây? Từ rồi sắp lên tôi không còn là vợ của anh nữa. Thôi, vợ dùm ơn. Baby. Cố lên. Dùm ơn. Baby. Tôi ra khỏi chỗ này được không? Được, em muốn đi đâu anh chở em đi, miễn phí. Hả? Trời ơi! Vậy chở tôi về với ba đứa con tôi nha. Hả? Có ba đứa con rồi hả? 50% off thôi nha. Dù. Tao đi nha. Hay. Cố lên, sống cho mình nha. Vợ mình chị Liễu nói em tiếng đi chị Liễu. Nói gì đáng đời lắm. Xin chào cả nhà. Ai nữa đây? Ở đây có người nào tên là Trinh không? Em. Ai là Trinh đâu? Em. Con chào ngoại. Hả? Em là bé Trinh, em là bé Trinh. Bé Trinh đó. Em là bé Trinh. Em có nhớ anh không? Trời, anh Quang Lê ai không biết. Em có nhớ là anh quen em từ cái thời mà em còn con gái không? Hả? Em vẫn còn con gái mà. Em có nhớ là cái bài hát mà anh hát là ngày xưa em như chim sáo, sống lâu năm em thành con đại bàng. Hay quá. Trời ơi. Hay con quá. Đại bàng của lòng anh. Hay quá à. Ê. Em mừng quá à. Anh giờ đưa em đi đâu nè? Bây giờ em muốn đi đâu anh đưa em đi, hay là mình đi kéo máy nha. Máy gì? Máy nào em thích? Máy con chó sói đó. Trời ơi. Hay máy con heo cũng được. Ừ. Anh không chơi máy đồng loại. Rồi. Bây giờ mình đi ăn. Ăn gì? Tối nay em đi với anh rồi, em sẽ không còn là bé Trinh nữa. Trời. Vậy hả? Trời ơi, thích quá, thích quá. Đi ha. Đi. Bye bye. Rồi đó. Rồi đó. Cho anh đứng yên chỗ đây, tham lam thì giờ cuối cùng anh chỉ còn một mình anh thôi. Mina, hát cái gì mà hát? I want to go restroom. Hả? Want to go restroom? Yes. Cho chết luôn, đứng ở đó đây, nhìn đi. Bye. Ê! Trời ơi, không lẽ giờ tôi quay mặt vô đây chứ trời. Hát. Luôn. Không lẽ giờ tôi bế cái này vô luôn hả trời? Đứng đó luôn đi, đi vô. Hả? Con đại bàng của anh đi vô. Được không? Được đây. Chìa khóa lắm. Chương trình Paris by Night Tiếu Vương Hội được bảo trợ bởi Diamond Sponsor, Igel Beauty.